xây dựng kế hoạch để chạy quảng cáo chúng ta sẽ có bốn bước xây dựng kế hoạch để chạy quảng cáo chúng ta sẽ có bốn bước và từng bước một chúng ta sẽ ghi ra chi tiết được cái mô tả khách hàng cũng như target được đúng đối tượng mục tiêu bước đầu tiên đó chính là xác định insight khách hàng ở những bài học trước tôi đã dạy các bạn là Insight khách hàng là gì và tìm Insight ở đâu và mô tả chi tiết inside khách hàng như thế nào. Bước 1 này chính là bước để tạo ra một chiến lược xây dựng ra nội dung bán hàng theo đúng đối tượng, khách hàng mục tiêu và đúng cái người có nhu cầu mua hàng của bạn. Cái bước số 2 của chúng ta là mô tả về khách hàng mục tiêu. Mô tả ở đây chúng ta sẽ mô tả thông tin về nhân khẩu học. À thông tin về nhân khẩu học chúng ta sẽ mô tả thông tin như sau. Đầu tiên là phân vùng khách hàng sinh sống nhiều là ở đâu. Thứ hai là về giới tính. Thứ ba độ tuổi. Thứ tư là khuynh hướng tình dục, thích nam nữ hoặc thích cả hai hoặc không xác định. Tiếp theo nữa đó chính là thành phần hộ gia đình của họ. Tiếp theo là về nghề nghiệp này. Tiếp theo là cái số tiền chi tiêu dành cho mua hàng online. Và cuối cùng là hành vi và động cơ mua hàng của họ là gì? Là toàn bộ những thông tin về nhân khẩu học chúng ta hãy mô tả chi tiết nhất về khách hàng để target được đúng đối tượng mục tiêu. Cái bước số 3 của chúng ta ở đây là xác định đối thủ và chiến lược của đối thủ là gì? À, chúng ta thấy được là có rất nhiều phần bên ngoài kia bán sản phẩm giống chúng ta và họ đang đưa ra những chương trình cụ thể, khuyến mãi rồi giảm giá rồi là chiến lược uh, tiếp cận hàng mục tiêu ra sao, chúng ta phải biết được, chúng ta ghi chi tiết ra và chúng ta sẽ làm một cái cách hoàn toàn khác. Nếu bạn làm giống đối thủ ấy, kết quả chúng ta sẽ đi sau đối thủ. Các bạn làm khác, kết quả chúng ta đi trước. Ở những bài học tiếp theo chúng ta có chúng ta sẽ biết được là những chiến lược bán hàng tốt nhất có thể để bán được nhiều đơn hơn thì các bạn hãy cập nhật những chiến lược đó vào trong cái phần này. Rồi phần cuối cùng là đưa ra loại nội dung phù hợp với đối tượng hàng mục tiêu Chính là việc chúng ta phân tích rõ ràng insight rồi là nhân học Rồi chúng ta sẽ uh, đưa ra được nội dung với mới một uh, cái độ tuổi nhất định thì nội dung chúng ta bán hàng, viết nội dung bán hàng khác nhau hoàn toàn và Vậy bây giờ bước cuối cùng là xây dựng ra được một cái kế hoạch cụ thể là viết bài như thế nào Và cái concept truyền thông ra sao Làm sao để được đúng đối tượng mục tiêu bán hàng của bạn thì chúng ta sẽ tuân thủ theo bốn bước này và ghi ra chi tiết càng chi tiết càng tốt có thể là chúng ta viết ra bảng Excel hoặc viết ra một cuốn sổ nhật ký để mô tả được chính xác khách hàng mục tiêu và chạy quảng cáo tới đúng đối tượng mua nhiều nhất Xin chào tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với phần bài học Customer Insight, tức là thấu hiểu khách hàng. Ở đây chúng ta sẽ cùng đến với việc là chúng ta tiếp cận cái việc hành vi ẩn giấu đằng sâu bên trong khách hàng. Hành vi mua hàng của khách hàng là gì? Động cơ mua hàng của họ ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu. Đầu tiên thì cái Customer Insight chính là ước muốn thầm kín ẩn giấu đằng sâu bên trong khách hàng. Chúng ta luôn luôn, chúng ta thỉnh thoảng nhìn thấy một khái niệm là Tả băng chìm và tảng băng nổi đúng không ạ? Tức là cái việc chúng ta nhìn À, tảng băng nổi ở bên trên là những phần chúng ta có thể nhìn thấy còn tảng băng chìm chính là phần ẩn dấu đằng sâu bên trong chúng ta cần phải tìm hiểu chúng ta cần phải đào sâu hơn nữa để biết được cái đằng sau đó là gì của khách hàng vậy thì inside chính là nhu cầu ẩn dấu đằng sâu bên trong của khách hàng của chúng ta và chúng ta cần phải nhìn xuyên qua bề mặt các bạn hiểu rằng là nhìn xuyên qua bề mặt chúng ta cần phải nhìn sâu trong ngữ nghĩa của nó chứ không phải là nhìn bên ngoài cái gọi là cái bề ngoài cái nhìn thấy bằng mắt thường hay nhìn thấy bằng chi kiến chúng ta đã hiểu trước đó à, chúng ta cần tìm hiểu nó vì là trong bán hàng ấy thì chúng ta cần phải biết được động cơ mua hàng khách hàng ra sao động cơ mua hàng khách hàng như thế nào để chúng ta sẽ viết ra nội dung quảng cáo thích hợp để tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu với mỗi một sản phẩm chúng ta có thể viết nhiều nội dung khác nhau bởi vì với mỗi một lứa tuổi giới tính địa phương sống hay là khu vực cái hành vi của họ hoặc là cái đặc điểm về gia đình mỗi người đều khác nhau do vậy với mỗi một hàng chúng ta có thể viết nhiều nội dung khác nhau và inside của họ cũng khác nhau luôn tiếp theo chúng ta cùng xem đến phần là uh, tháp nhu cầu của maslow ở đây chúng ta nhìn thấy tháp nhu cầu của maslow nó có những bước đầu tiên đó chính là thở thức ăn nước uống tình dục nghỉ ngơi cư trú và bài tiết đó là cái nhu cầu cơ bản của tất cả loài người ngoài kia đúng không ạ ở trên cao nữa đó là cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể việc làm gia đình sức khỏe tài sản được đảm bảo đó thì đi lên cao ấy sản phẩm chúng ta cần cao cấp hơn hoặc giá nó sẽ cao hơn mức bình thường đó còn bên dưới ấy, chính là sản phẩm cơ bản nhu cầu của tất cả mọi người ngoài kia để có nhu cầu như vậy trên cao nữa đó chính là giao lưu tình cảm và trực thuộc thì là muốn được một nhóm ở trong một nhóm cộng đồng nào đó muốn có gia đình yên ấm bạn bè thân hữu tình cậy à tất cả mọi chúng ta đều có cái sự mong muốn là mọi người được tôn trọng bản thân chúng ta đúng không ạ và bạn bè này người thân và gia đình đều luôn luôn tin cậy chúng ta đó rồi tiếp theo cao hơn nữa là được quý trọng cần có cảm giác được tôn trọng kính mến và được tin tưởng ở đây thì cái hành vi càng càng sâu hơn nữa bởi vì nó thể hiện được cái cá tính bản thân của chúng ta mỗi con người đều có sự thể hiện là bên ngoài bên trong Tuy nhiên mọi người đều mong muốn được là tất cả mọi người tôn trọng này kính mến và tin tưởng họ thì cái hành động của họ cũng như công việc của họ sẽ tốt hơn có nghĩa là mọi thứ cuộc sống diễn ra xung quanh của họ sẽ tốt hơn đó và cao hơn nữa cuối cùng đó là muốn sáng tạo được thể hiện khả năng thể hiện bản thân trình diễn mình có được và được công nhận là thành đạt đây là một cái nhu cầu của hầu hết mọi người khi đạt được một cái địa vị nào đó trong xã hội họ luôn luôn hướng tới việc là mọi người công nhận họ là thành đạt, công nhận họ là thành công và kiếm được nhiều tiền có địa vị lớn trong xã hội ngoài kia. Đó. sẽ theo cái tháp nhu cầu của Maslow này chúng ta sẽ hiểu được là customer insight nó có những bước nấc thang như thế nào. Với mỗi một bước nấc thang như vậy thì tương đương với cái nhu cầu mua hàng khác nhau. Càng thấp ý, nhu cầu mua hàng của nhiều người càng nhiều người còn đi cao dần lên ấy thì nhu cầu càng cao hơn và ít người sẽ đạt được điều này. Và số tiền họ bỏ ra để đạt được cái nhu cầu này sẽ nhiều hơn là mức dưới. Đúng không ạ? Cái tham nhu cầu hình tam giác này đáy dưới rất là rộng tương đương với dân số đều có nhu cầu như vậy. Càng đi cao hơn thì dân số ít hơn và nhu cầu cái số tiền họ bỏ ra nhiều hơn. Tại sao chúng ta cần phải tìm insight thì là có bốn lý do sau đây. Thứ nhất là thấu hiểu khách hàng điều mong muốn tột cùng của họ là gì. Chúng ta thấu hiểu được họ chúng ta sẽ biết được cái mong muốn mua hàng cái mong muốn cuối cùng khi sử dụng cái hàng hóa chúng ta bán ra là gì rồi à, cái thứ hai đó chính là tìm ra mấu chốt chìa khóa để xây dựng nội dung quảng cáo mấu chốt chìa khóa xây dựng nội dung quảng cáo bởi vì chúng ta biết được rằng là với mỗi một cái tầng khác nhau của Insight mỗi tầng khác nhau của Maslow thì cái nội dung chúng ta viết ra cho người dùng nó khác nhau bởi vì là một người lớn tuổi không thể nào mà họ sẽ đọc được những nội dung là uh, nó mang tính chất trẻ đúng không ạ rồi cái thứ ba đó chính là tìm điểm tương đồng giữa sản phẩm và nhu cầu viết nội dung so với ước muốn thẩm kín chúng ta cần phải viết sát cái nội dung bán hàng đối với ước muốn thẩm kín của khách hàng khi mong muốn mua sản phẩm của chúng ta đó và cái cuối cùng đó chính là xây dựng chiến lược cho từng phân khúc khách hàng chiến lược cho từng phân khúc khách hàng ở đây là chúng ta uh, sẽ đưa ra được những nội dung uh, và những cái cách thức để tiếp cận khách hàng mục tiêu sao cho bán được nhiều hàng hóa nhất đó thì cái chiến lược này nó sẽ bám sát theo nội dung Và cái kiến thức về quảng cáo chúng ta trên Facebook Tôi ví dụ một chút về Inside Fitness Inside Fitness thì có Chúng ta sẽ có khoảng 6 cái nhu cầu của người dùng Cái thứ nhất là đi tập gym để chụp ảnh tự sướng À, chúng ta thường thấy trên Facebook khi một số người họ đi tham gia vào Uh, họ họ đi tập tập gym ấy thì họ thường cũng như có nhu cầu chụp ảnh tại phòng gym và up lên trên facebook đúng không ạ thứ hai đi tập gym có thể để ngắm cái người uh, khác giới đó cũng là một cái nhu cầu cái thứ ba đi tập gym vì muốn tăng cân à, một người đang rất là gầy gò ốm yếu họ sẽ có nhu cầu đi đi tập gym để tăng thêm cái cân nặng của họ và thân hình của họ cân đối đẹp đẽ hơn cái thứ tư đó chính là đi tập gym vì muốn tăng chiều cao tăng chiều cao hầu hết Mọi người có chiều cao khiêm tốn đều mong muốn điều này. Đi tiếp thì phòng gym vì ở đó có giáo viên nhiệt tình. Đó, ở đó có giáo viên rất là tốt hướng dẫn tận tình từng bước từng bước một cho bạn, tiến thêm các quá trình trong việc là thay đổi bản thân, thay đổi cái ngoại hình của chúng ta. Cái cuối cùng là có thể đi tìm người người bạn đời, đi tìm người bạn trai, bạn gái của chúng ta ở trong phòng tập gym. Đây là những cái nhu cầu. Thì với mỗi với một sản phẩm thôi chúng ta đã thấy được rất là nhu cầu, nhiều nhu cầu khác nhau đúng không ạ? Đó thì uh, vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu được insight là nhu cầu ẩn giấu đằng sâu bên trong khách hàng khi muốn mua sản phẩm của bạn là gì. tôi ví dụ một chút về inside phụ nữ này. đầu tiên như là kem làm trắng da, kem làm trắng da thì trên uh, nhu cầu cơ bản chúng ta nhìn thấy ở trên bề mặt đó là làm trắng loại bỏ vùng da tối màu của họ đúng không ạ. thế còn cái inside thì uh, có thể là quyến rũ này, được yêu thương, được khen ngợi và được công nhận bản thân đó. Thì đấy là lấy ra cái nhu cầu làn số đằng số bên trong khi mà sử dụng các em làm trắng da đó. Ví dụ tiếp theo về một cái mặt hàng cao cấp. Cao cấp ở đây thì chúng ta ví dụ về mặt hàng là điện thoại Mobiado. À Mobiado là một dòng sản phẩm rất là cao cấp và giá trị cao trên thị trường, và thường có giá hàng trăm triệu, hàng chục triệu trở lên. Và được chạm khắc rất tinh tinh xảo. Rồi cái nhu cầu cơ bản của mọi người khi sử dụng điện thoại đó chính là nghe gọi nhắn tin đúng không ạ? Còn cái ẩn dấu đằng sâu bên trong khi sử dụng điện thoại đắt tiền như này là gì ạ? Đó là thể hiện đẳng cấp, nhiều tiền, quyền lực và có tiếng nói. Đó chính là inside. Ẩn dấu đằng sâu bên trong của họ. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tìm kiếm inside ở đâu? Insight à, inside ở đâu? Tức là chúng ta có thể lên trên Google hoặc Facebook. Nhiều người họ nói những từ khóa liên quan tới sản phẩm như thế nào. Ví dụ, cái này trắng da thì họ hay thường nhắc tới vấn đề là làm trắng da nhanh này, làm trắng da toàn thân hay làm trắng những vùng da tối màu. Đây là những cái insight của khách hàng của họ. Thì uh, đó chính là chúng ta tìm kiếm trên Google, Facebook những cái nhu cầu như vậy thì để hiểu được insight và đưa ra được cái nội dung cũng như chiến lược bán hàng phù hợp với khách hàng. Thì ở đây chúng ta biết được insight để nhằm mục đích cuối cùng vẫn là đưa ra được đúng cái nội dung, cái nhu cầu của họ để viết ra được cái bài bán hàng tốt hơn. Trong khi chúng ta đưa ra được chiến lược quảng cáo thích hợp ok vậy thì các bạn cần phải uh, thực hành thường xuyên những việc là lên google search những các diễn đàn này website hay họ tư vấn như thế nào trong việc là liên quan tới sản phẩm của bạn chúng ta có bốn bước để tìm ra được chính xác cái hàng mục tiêu của chúng ta để chạy quảng cáo là gì bước thứ nhất là chúng ta vẫn tìm sai ở đây là chúng ta sẽ mô tả xem là nhu cầu các động cơ cuối cùng của việc là khách hàng mua sản phẩm của bạn cái thứ hai đó là mô tả thông tin về nhân khẩu học là chúng ta sẽ đưa ra được toàn bộ mô tả chi tiết về khách hàng mô tả rõ ràng mặt mũi rồi là mô tả rõ ràng về cái thông tin thông số khách hàng ra sao cái bước số 3 là list một loạt từ khóa liên quan tới khách hàng từ khóa là gì? Từ khóa liên quan đến việc là insight, này, từ khóa liên quan đến khẩu học này, từ khóa liên quan đến việc là họ quan tâm vấn đề nào trong cuộc sống. Chúng ta lít ra một loạt từ khóa, viết ra một trang A4 hoặc một cái bảng Excel. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ target quảng cáo và test. Target ở đây là chúng ta biết được là độ tuổi, rồi thông tin nhân khẩu học ra sao rồi, insight như thế nào rồi và cái từ khóa để target đối tượng mục tiêu là gì, chúng ta điền ngay trực tiếp vào phần sở thích, phần thông tin nhân khẩu học và chúng ta chạy quảng cáo luôn. Thì đó là bốn bước chúng ta để tìm ra được uh, tập khách hàng mục tiêu để chạy quảng cáo. Uh, chúng ta cùng đến phần bài học là target đúng đối tượng mục tiêu thông qua email và số điện thoại. Đầu tiên thì các bạn cùng truy cập vào phần uh, đối tượng ở đây. Chúng ta sử dụng cái menu bên trên và truy cập phần đối tượng là tài sản. Thì cái màn hình đối tượng chúng ta sẽ ra một loạt thông tin. Ở đây chúng ta sẽ thêm một cái tệp là tệp email hoặc số điện thoại. Các bạn bấm vào nút này. Đối tượng tùy chỉnh này. Ở đây sẽ có phần là tệp khách hàng. Sẽ có phần là chọn tệp hoặc sao chép và giá dữ liệu. Rồi. Chúng ta nếu mà có, chúng ta có tệp thì chúng ta sẽ upload lên. Còn nếu mà sao chép dữ liệu thì chúng ta có sẵn rồi, copy and paste vào trong uh, cái phần uh, dữ liệu ở đây, phóng và dán. Có một vài lưu ý đối với tập email và số điện thoại. Đối với tập số điện thoại thì các bạn phải đầu các số là 84. Ví dụ số điện thoại của bạn là chín uh, thì uh, đầu số của bạn phải sửa lại là 849123456789 trong cái tập này. Chúng ta sẽ ngăn cách nhau các email và số điện thoại bởi dấu phẩy hoặc enter xuống dòng. Đó. Một tập mà phải có cái trị số tức là danh sách tối thiểu là 20 email hoặc 20 số điện thoại. Tuy nhiên chúng ta càng nhiều số hơn thì càng tốt. Ở đây thì nó cho phép chúng ta có thể đưa các thông tin như sau, email này, số điện thoại này, ID nhà quảng cáo di động này, tên họ mã zip địa chính thành phố bang tỉnh quốc gia ngày sinh năm sinh giới tính tuổi id người dùng ứng dụng Facebook thì chúng ta tập trung vào hai thứ ở đây là email và số điện thoại chúng ta có thể lấy được từ khách hàng cũ này lấy được từ một cái tệp nào đó chúng ta có trên mạng hoặc chia sẻ với một người bạn nào đó về cái tệp này có thể mua hàng thì ứng dụng của cái tệp này ta kết đối tượng mục tiêu tức là chúng ta có một cái tệp khách hàng đã mua một mặt hàng nhất định rồi Chúng ta có thể sử dụng cái tệp này để quảng cáo tới những cái người này sẽ có một nhu cầu thứ hai. Ví dụ một tập số điện thoại những người mua nhà thì khả năng họ sẽ mua thêm là đồ dùng gia đình này, đồ điện rồi là các nội thất, đèn, tường rồi cây cối để trang trí xung quanh cái ngôi nhà của họ. Đó. Khi mà thêm xong ấy thì ở đây chúng ta sẽ phát sinh ra những cái tập chỗ này. Ví dụ đây là một tập email chẳng hạn Đây là một tập email Đấy đã ép vào những cái thông tin như này Thì nó tạo ra tập như vậy Sau khi ép xong Khoảng độ từ 10 phút cho đến 24 giờ Thì sẽ xuất hiện số lượng cái tập ở đây Số lượng Tức là ở đây các bạn ép khoảng 1.000 số điện thoại Thì chưa chắc 1.000 số này đã sử dụng Facebook Lưu ý rằng cái tập này tuy là email số điện thoại Nhưng nó phải đăng ký với Facebook thì nó mới thực hiện được target và đúng đối tượng mục tiêu thông qua tẹp như vậy. Chúng ta muốn chạy quảng cáo thì chúng ta kích vào cái phần tên tẹp, kích vào đây và sau đó tạo quảng cáo cho nó như bình thường như cái phần chúng ta đã chạy quảng cáo trước đó đã được học. Để mở rộng những tẹp này ra, chúng ta có thể là chuyển sang chế độ là lúc like audience. Ví dụ đây, hành động này tạo đối tượng tương tự này tạo đối tượng tương tự ở đây là chúng ta sẽ mở rộng nó ra cái tệp đó là với những người có hành vi tương tự như cái tệp của bạn đã target tới thì ở trên chính là phần tên của tệp ở dưới chúng ta sẽ thấy là cái quốc gia chúng ta target tới ví dụ ở đây quốc gia này cái tệp này tệp ở quốc gia hoa kỳ này ở phần dưới nó là quy mô đối tượng quy mô đối tượng nó có chỉ số từ 0 1 2 3 4 đến 10% với 1% là cái tẹp sát nhất đối tượng mục tiêu của bạn và có hành vi rất giống đối với cái tẹp của bạn đã được upload lên trước trước đó. Thì cái tẹp này nếu mà chạy quảng cáo ấy thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Nếu bạn chạy cái tẹp to hơn ấy thì càng ngày càng cái đối tượng này ấy, nó sẽ không có hành vi giống với cái tẹp bạn đã chọn. Chúng ta xong chúng ta tạo đối tượng đây. tùy từng tập cái tập này có thể bị lỗi ra chưa tạo được đối tượng Đây, ví dụ khi xong một cái tập này thì nó sẽ ra một cái tên là lúc like một phần trăm tên của tập đó tạo đối tượng tương tự hoặc đây lúc like đây 415.900 người đối với cách chúng ta thể hiện được cái tập lúc like eo